Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp chiều hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Thưa quý vị, hai thủy thủ hải quân Hoa Kỳ bị bắt vì tội chia sẻ bí mật với Trung Quốc. Hai thủy thủ hải quân Hoa Kỳ bị bắt với cáo buộc chuyển giao tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm cho Trung Quốc. Giới chức Hoa Kỳ cho biết phụ tá tổng trưởng lý Matt Olson đã nói với phóng viên trong cuộc họp báo tổ chức tại San Diego. Hai thành viên tài ngũ của hải quân Hoa Kỳ bị buộc tội chuyện bí mật cho nhà cầm quyền Bắc Kinh vì hành động của họ mà những thông tin quân sự nhạy cảm lọt vào tay Trung Quốc. Bàn giao Hoa Kỳ Trung Quốc căng thẳng trong nhiều năm qua vì những vấn đề an ninh quốc gia lẫn thương mại. Hoa Kỳ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc làm gián điệp và tấn công mạng. Trung Quốc cũng tuyên bố họ bị gián điệp đe dọa. Trong số những điểm khác trong bàn giao Hoa Kỳ Trung Quốc là lệnh cấm xuất cảng của Hoa Kỳ đối với công nghệ tiên tiến, chính sách công nghiệp do chính phủ lãnh đạo của Trung Quốc, vấn đề nhân quyền, nguồn gốc đại dịch COVID-19, thuế quan thương mại và vấn đề Đài Loan. Nạn phá rừng ở Amazon của Brazil đã giảm 66% trong tháng 7. Nạn phá rừng ở Amazon của Brazil đã giảm trong tháng 7 xuống mức thấp nhất trong tháng kể từ năm 2017. Số liệu sơ bộ của chính phủ cho thấy là hôm thứ Năm ngày 3 tháng 8 thúc đẩy tầm vóc của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva về chính sách môi trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh các quốc gia có rừng nhiệt đới. Dữ liệu vệ tinh từ cơ quan nghiên cứu vũ trụ Brazil INPE chỉ ra rằng 500 km vuông, tức là 193 dặm vuông rừng nhiệt đới đã bị dọn sạch trong tháng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Những số liệu mới được đưa ra khi Lula tập hợp vào tuần tới với các nhà lãnh đạo của các quốc gia vùng Amazon cho một hội nghị thượng đỉnh ở miền Bắc Brazil để thảo luận về các cách bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Giám đốc Hiệp hội Dân sự Môi trường tên là Observatory do Clima Marcio Astrini ca ngợi việc giảm nạn phá rừng trong những tháng đầu tiên của chính quyền Lula, nhưng cho biết là Brazil vẫn đang chịu tổn thất rất lớn và còn nhiều điều phải phục hồi. Lực lượng cấp cứu đã trục vớt thi thể hành khách đã bị xe bus tông lao xuống vực tử vong. Ít nhất 17 người thiệt mạng ở miền Tây Mexico khi chiếc xe bus chở khách lao khỏi đường cao tốc vào một vô khe núi vào ngày hôm qua thứ Năm. Giới chức cho biết 14 người lớn, 3 trẻ em thiệt mạng, 22 hành khách bị thương trong tình trạng ổn định. Theo nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa Nayarit cho biết, 6 công dân Ấn Độ nằm trong số 40 hành khách tới Tijuana. Những nhà chức trách nói thêm lực lượng cấp cứu làm việc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi chiếc xe bus đã bị mắc kẹt vào khe núi sâu khoảng 50 mét. Các nhà chức trách cho biết họ chưa rõ được nguyên nhân vì sao chiếc xe lại lao ra khỏi đường. Đến với phần tin tức từ Việt Nam, Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, yêu cầu tôn trọng chủ quyền. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 8 nói cuộc tập trận vừa kết thúc của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và không có lợi cho quá trình đàm phán đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc về COC. Việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến 2 tháng 8 đã xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông đi gây phức tạp hay tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói tại cuộc tập họp chiều báo ngày 3 tháng 8. Trước đó thì hôm 28 tháng 7, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đã ra thông báo về cuộc tập trận quân sự lớn ở Biển Đông của quân đội nước này từ ngày 29 tháng 7 đến 2 tháng 8, trải dài trên một khu vực rộng lớn bao gồm quần đảo Hoàng Sa và bãi Marcellus Field. Việt Nam muốn tăng xuất cảng gạo trong lúc các nước ngừng xuất cảng. Giới chức Việt Nam muốn tăng cường xuất cảng gạo tận dụng thời cơ thế giới đang đổ xô mua trong bối cảnh một số nước ra lệnh cấm xuất cảng nhưng cũng có những lo lắng về an ninh lương thực. Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nối gót Ấn Độ, nước xuất cảng gạo lớn nhất thế giới, ban hành lệnh cấm xuất cảng mặt hàng lương thực chủ lực vì những biến động thời tiết khiến cho mùa màng thất bát. Trong khi đó, Nga đã rút ra khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen khiến cho thị trường lương thực thế giới càng thêm căng thẳng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất cảng của Việt Nam tới ngày 31 tháng 7 tăng gần một nửa so với năm ngoái, đạt 575 Mỹ Kim một tấn. Một ngày sau đó, giá đã tăng lên 588 Mỹ Kim và được dự báo tăng tới 600 Mỹ Kim một tấn. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có giấy tờ trình lên Thủ tướng đề nghị tăng cường xuất cảng gạo ra thế giới.
Các vật phẩm từ cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của Freddie Mercury được trưng bày và bán đấu giá. Những người hâm mộ Freddie Mercury có thể tự hỏi liệu họ đang ở ngoài đời thực hay là chỉ tưởng tượng khi họ bước vào một ngôi nhà gần giống như bản sao của ngôi nhà ở London, nơi hàng nghìn món đồ của cố thủ lĩnh nữ hoàng sẽ được trưng bày bắt đầu từ thứ Sáu ngày 4 tháng 8. Những món đồ quý hiếm bao gồm lời bài hát viết tay, tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm từ ngôi nhà của Mercury ở London, Garden Lodge, đã được người bạn thân Mary Urston của ông chăm sóc kể từ khi ông qua đời về bệnh viêm phổi liên quan đến AIDS vào năm 1991. Chúng sẽ được trưng bày ở trước công chúng lần đầu tiên trong cuộc triển lãm kéo dài một tháng tại Sotheby's. Sau đó thì sẽ bán đấu giá nhiều món đồ vào tháng 9 với mức giá thấp nhất là từ 40 bảng Anh cho đến hàng triệu bảng Anh. Đây là một khoảnh khắc lịch sử trong 280 năm của Sotheby's. David McDonald, trưởng bộ phận bán hàng của một chủ sở hữu tại Sotheby's London, cho biết tại sự kiện ra mắt báo chí vào thứ Năm ngày 3 tháng 8. Anh ấy nói, chúng tôi đã cố gắng tạo ra những bức ảnh chụp thế giới riêng tư của anh ấy, ngôi nhà của anh ấy. Garden Lodge bao gồm quán bar, thư viện, ghế sofa của anh ấy. Đó không chỉ là về những thứ đẹp đẽ mà Freddie thích bao quanh mình, nó cũng kể về lịch sử của chính anh ấy. Người đàn ông đã tạo ra một số lời bài hát đáng nhớ nhất vào cuối thế kỷ 20. Thưa quý vị, và trước khi nói lời tạm biệt, một lần nữa chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị cùng đến với chùa Điều Ngự vào ngày thứ Bảy 26 tháng 8 để tham dự đại lễ Vu Lan được tổ chức tại đây. Đồng thời quý vị cũng có thể được chăm sóc y tế hoàn toàn miễn phí do nhiều trung tâm y tế trong cộng đồng tổ chức vào ngày thứ Bảy từ 9 giờ 30 phút tới 1 giờ chiều ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại chùa Điều Ngự, với rất nhiều những dịch vụ như là đo huyết áp, đo đường trong máu, đo mỡ trong máu, chích ngừa và truy tầm ung thư ruột, thử máu, viêm gan A, viêm gan B, C, vân vân. Vâng, và kính thưa quý vị thì cũng rất là cảm ơn tôi gửi lời Trang Lương và Tuyết Nha cùng với ban tin tức của đài truyền hình IBC TV. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng như Nationwide, Amtrust, Progressive, Safeco, Travelers, Amtrust, USLI và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2, Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại thì thị trường bảo hiểm ở Cali đang rất biến động. Tất cả các hình thức bảo hiểm đều bị lên giá và các hãng bảo hiểm thì rút khỏi Cali. Quý vị nào cần bảo hiểm giá tốt hơn hoặc tìm kiếm những hãng mà đang cung cấp các loại bảo hiểm mà quý vị cần thiết, xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.